cộng đoàn Phật hội. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Gioan Bosco, ngày thầy cô công giáo và là ngày phổ mạng của các giáo lý viên. Thánh Gioan Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815. Ngài đã sớm nhận ra ơn gọi của mình là giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng thành người tốt, có ích cho xã hội, giáo hội. Và Ngài đã chinh phục những người trẻ bằng lòng tốt và sự dịu hiền, giúp các em trở nên những Kitô hữu tốt và công dân lương thiện. Công trình vĩ đại mà Don Bosco để lại cho giáo hội là hệ thống giáo dục dự phòng. Don Bosco qua đời ngày 31 tháng 1 năm 1888. Ngài được Đức Pio thứ 11 phong hiện thánh và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố Ngài là cha thầy bàn của giới trẻ. Mừng kính Ngài hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội một mẫu gương thánh thiện, nhiệt tâm cho việc giáo dục giới trẻ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa ban cho giáo hội có thêm nhiều mục tử nhiệt tâm cho các linh hồn như cha Thánh Gioan Bosco, cùng cầu cho các giáo lý viên của giáo xứ trong ngày lễ phổ mạng biết noi gương bắt chước cha Thánh Gioan Bosco, luôn ý thức sứ mệnh cao cả của mình trong việc giáo dục giới trẻ, để cùng hăng say phục vụ với tinh thần đồng trách nhiệm, hầu loan truyền cho thế giới hôm nay nhận biết Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại cho con người được sống và trở nên chính thân thể hồn nhiệm của Ngài. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta cùng sốt sắng nhiệt dân thánh lễ. Các thiên thần, các thánh và anh chị em.
pháp tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong hội thánh một người cha và một người thầy của giới thanh thiếu niên là linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cùng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lão cho anh em được cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong thư gửi những người Gioan. Thưa anh em, phần chúng ta được làm ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đã khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã bước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thật giả, chẳng hề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Đó là lời Chúa. Bởi vì Chúa mà lời con
ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới, vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà từng nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha kun", có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, hãy trỗi dậy." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bỏ họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe hai bài hát rất phép lạ được đan xen vào nhau trong bài phúc âm này. Hai phép lạ nhưng mà từ chung đều cho chúng ta nhận thấy một cái điểm này, và chúng ta cũng bắt được gặp cái điểm này nơi cuộc đời của Thánh Gioan Don Bosco, một màn những ai trong những công việc giáo dục. Đó là tình yêu của Thiên Chúa, lòng nhân từ của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa bắt gặp, có những gặp gỡ lòng tin của con người. Và tình yêu của Thiên Chúa gặp gỡ được với cái lòng tin của con người là cái điều đó chúng ta thấy ở trong hai cái lớp lạ mà chúng ta vừa nghe. Cái bà bị băng huyết, chúng ta biết theo sách Lê Vi thì không kể là nam hay là nữ, là những người bị chảy máu thì coi là bị ô ấy, coi bị ô ấy. Có chết Lê Vi nói là mạng sống của cái người đó thì là phải được ở trong máu của người đó, mà cái máu chảy ra có nghĩa là sẽ bị chết, có nghĩa là bị ô ấy. Cho nên cái bà này bà mang dài mà bà chen lên đến là để đùng một chút xu
là cả một sự cố gắng. Thế nên mình khi mà chú xuống quay là nhìn bà ta đó, chúng ta thấy là bà rất là sợ hãi. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến với mình. Bà liền phục vụ trước mặt người và nói hết sự thật. Chú Xu nói là bằng tin của con và cứu cho con này về bình an và khỏi bệnh. Và chúng ta thấy cái điểm đó. Rồi nơi con gái của ông Giai-yên chủ hội đường cũng vậy. Người ta khóc lóc kêu la một ý và chú Xu nói: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Chúng ta thấy rõ ràng hai cái phép lạ ngày hôm nay, cái tình yêu của Thiên Chúa, cái lòng nhân từ của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa gặp gỡ đến lòng tin của chúng ta. Kính thưa các quý bà chị em, đặc biệt với thầy cô giảng viên Lương Lý, và chúng ta đang đứng trong một cái vai trò là giáo dục, và là giáo dục không phải như một từ ở ngoài, mà là giáo dục về đức tin. Là có nghĩa là cái điều quan trọng là chúng ta là dẫn các em đến với Đức Chúa Giêsu, là đến với ơn cứu độ. Và chúng ta thấy đến cuối đời của Thánh Gioan Bosco là vận này câu nói được mời gọi và được mời gọi và khuyến khích những môn sinh của ngài, những người trẻ bước theo ngài đó, là nói, hãy nói với các bạn trẻ, hãy nói với các em thiếu nhi, hãy nói với mọi người là cha đời anh em ở trên thiên đàng, cha đời ngài đời mọi người ở trên thiên đàng. Có nghĩa là ngài có làm mọi việc đó đều là làm trong cái nhãn quan, trong cái nhìn của ơn cứu độ của nước trời. Thì cái công việc dạy giáo lý hay là đó là chúng ta nói dạy về cái ngôn ngữ, chứ còn Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II thì ngài nói là cái người giảng viên giáo lý, cái trong cái thư ngài gửi cái giảng viên giáo lý thì ngài nói đó cho chúng ta đấy, để chúng ta chia sẻ đức tin. Những người dạy giáo lý là những người chia sẻ cái niềm tin của mình, thì chúng ta chia sẻ, chúng ta phải chia sẻ về đức tin. Chúng ta dựa vào những kiến thức, những cái bài vở mà được đề nghị cho chúng ta, và qua những đó để chúng ta cố gắng để sống cái bài vở đó, sống niềm tin đó, rồi để rồi chúng ta chia sẻ cái niềm tin mà chúng ta sống hàng ngày cho các em, để rồi như bài phúc âm ngày hôm nay, để niềm tin của các em bắt gặp được niềm tin của chính chúng ta, và niềm tin của các em bắt gặp được lòng yêu thương của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa, gặp cái tình yêu của Thiên Chúa, mà tình yêu này đó là tình yêu cứu độ. Người ra cách như vậy thì đây là cả một cái công việc khó khăn, kính thưa quý bà anh chị em, đặc biệt ở trong cái môi trường của ngày hôm nay đòi hỏi sự cộng tác rất là nhiều người, cho các em, cho cái hướng giáo dục về đức tin. Bởi vì phải nói rằng là giáo xứ Phương Nghĩa của chúng ta đây, hoặc là giáo hội hay ngay cả xã hội, được trông chờ và nơi các bạn trẻ và nơi những cái nhà em nhỏ. Cho nên chúng ta thiết tha để qua lời bầu cử của Thánh Gioan Bosco, xin cho có nhiều người cộng tác bằng cách này hay bằng cách khác đã cầu nguyện cho chúng tôi, và xin mời anh chị cùng cộng tác bằng cái cách này cách kia, để chúng ta cùng với một mục đích chung, đó là truyền tải đức tin, một đức tin chân chính và một đức tin tinh tuyền vào Chúa cho chúng ta và cũng như các em, để rồi đức tin của chúng ta và đức tin của các em được bắt gặp, cũng được gặp gỡ cái tình yêu của Thiên Chúa được hiện thân nơi Đức Giêsu Kitô, và mọi người chúng ta cũng như Thánh Gioan Bosco, chúng ta cùng hẹn nhau ở trên nước trời. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Bosco đã hiến trọn cuộc đời mình cho việc giáo dục giới trẻ. Bằng tình thương, ngài đã cảm hóa và chinh phục nhiều thanh thiếu niên bất hảo thành những người trẻ tốt lành của Chúa Giêsu. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin. Thánh Gioan Bosco chính là hình ảnh của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành. Xin Chúa ban thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục và các linh mục, để các ngài không ngừng loan báo niềm vui tin mừng bằng đời sống chứng tá,
và hết lòng quảng đại chăm lo cho đoàn chiên mà các ngài được trao phó. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Được thấm nhuần ân huệ của Chúa Thánh Thần, để thêm lòng nhiệt thành ra truyền mầu nhiệm đức tin bằng lời giảng dạy đã được suy gẫm, cầu nguyện và luôn chú tâm thực hành trong đời sống thường ngày. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Đặc biệt những thanh thiếu niên nghèo, không nơi nương tựa, những bạn trẻ đang sống trong tình trạng khó khăn, mất niềm hy vọng, xin Chúa cho các bạn gặp được những tâm hồn quảng đại, quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn và giáo dục, để họ có cơ hội được thăng tiến và được sống hạnh phúc, tốt lành và thánh thiện hơn. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Thánh Quân, xin Chúa nhắm lời chúng con. Thánh Gioan Bosco đã nói, xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin cho mọi người đang hiệp dâng thánh lễ biết noi gương đời sống thánh thiện của Thánh Gioan Bosco, luôn hết lòng yêu mến Chúa và hoàn toàn sống cho Chúa vì phần rỗi các linh hồn. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin khấn nhận những lời nguyện chân thành chúng con dâng, xin giúp chúng con không ngừng thánh hóa chính mình theo gương mẫu Đức Kitô, luôn can đảm, sẵn sàng sống vì Chúa và phần rồi các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Mời
của tôi cũng là của anh chị, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận lấy lễ với tay Cha, để Cha cùng công minh nhân Chúa và mơ theo chồng con, cùng con thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa Thiên Dân để mừng thỉnh Thánh Gioan Don Bosco. Xin cho bí tích chúng con cùng tham dự, làm cho chúng con thành chứng nhân của tình yêu thương bác ai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được khân hoan mừng Thánh Gioan Don Bosco, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cô hội thánh nhờ lời giảng dạy Chúa giao huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng sinh và chén cứu độ để ta ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến.
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Loaiso Giám Mục Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang lưu trọn trong tình thương của Chúa. Xin cho thân được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Trời Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Du Xe, ban trăm năm của Đức Chúa Trời, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tin Người dạy, chúng ta giáo nguyện rằng: nhờ Chúa trong lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiệp trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lời xong chúc anh chị em đi